Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 150 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio Thì tập này được mang tên là Hạt Độc Long Kích Động Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người thường hai người rung động thấy tô minh đứng yên thì họ lập tức túm lấy cô gái vẻ mặt bỡ ngỡ vội thục lùi ra sau cái loại bỏ chạy này từ khi họ đi theo lão tổ thì chưa từng trải qua giờ họ bất chấp tất cả mà đi nhanh khi họ lùi về thấy tô minh ngẩng đầu lên thì lùi ra ngoài mấy trăm mét gầm hướng cô gái theo chủ mau trốn đi mau đi cô gái rung rẩy tất cả biến cố đến quá nhanh làm cho cô không thể chấp nhận hai người đàn ông trung niên gào thét Cô vội xoay người, nhanh như chớp mà bỏ chạy. Khoảnh khắc cô gái xoay người thì một tiếng hét thảm vang vọng bốn phía. Cô rất quen thanh âm này, là của một trong hai người đàn ông trung niên. Thanh âm khiến tim cô đau nhói, mắt rơi lệ. Nhưng mà mọi thứ đã không thể hối hận nữa. Cái bóng chết chóc bao phủ, đáy lộng cô lần đầu tiên nhắm nháp sợ hãi. Trung thành đáng khen, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mắt tụi mình lóe sát khí, thu lại ngón trỏ tay phải dơ lên, nhìn hướng một trong hai người đàn ông trung niên sơ kỳ vĩ giới thân hình của gã vỡ thành mấy mảnh sau đó ánh mắt tu minh nhìn vào người khác khi tu minh nhìn sang thì cái người này mặt trắng bệch bây giờ gã khẳng định đối phương chính là lão quái hậu kỳ vĩ giới đừng nói là gã coi như là lão tổ ở trước mặt người này cũng tựa như con kiến vậy Chênh lệch giữa trời với đất khiến cho gã không nổi lên một chút chiến ý nào được đó. người đàn ông trung niên mặt trắng bệch mắt thấy tu minh giơ lên tay phải vẻ mặt tuyệt vọng lộ ra điên cuồng, tu vi và linh hồn cùng đốt cháy, như phát điên lao hướng Tô minh lựa chọn tự bạo. Nhưng cái thuật tự bạo này có hiệu quả trước mặt nhiều người, dù sao đây là kiểu chết, nhưng mở trước mặt của tộc nhân tố minh tộc, chỉ cần là kẻ minh chi tiên triệu thì đa số là không có tác dụng. Càng đừng nói là tô minh cảm ngộ đã lần mò đến hạ ý trong mệnh cách rồi. Tô minh vùng lên tay phải, cảm giác năm tháng chớp mắt bao phủ lên thân người đàn ông trung niên trong khoảnh khắc thân thể của gã trong năm tháng đảo ngược từ trạng thái tự bạo rút lui trở thành phía trước không ngừng mà vẫn đang nghịch chuyển khiến cho khuôn mặt của gã không là trung niên nữa mà trở thành thanh niên rồi thiếu niên không biết bao nhiêu năm trôi qua vài giây sau thân hình gã biến thành bụi rừng làm xong những điều này tôi minh ngoái đầu liếc minh long đang ngủ say nó ngủ rất say hiển nhiên bởi vì nó đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi như vậy nhìn vết thương trên người nó đang khép lại mắt tôi minh lộ ra nhu hòa ngủ đi cô ta ở đây người sẽ an toàn thôi tô minh thì thào tay phải vỗ bỏ minh long vào cái túi trữ vật hắn ngoái đầu nhìn hướng cô gái rời đi mắt lại lóe tia sáng lạnh mặc kệ người này là nam hay là nữ mặc kệ là xấu xí hay là đẹp đẽ những điều đó ở trong mắt tô minh chỉ là cái túi da không liên quan gì đến hắn cả hắn chỉ cần xác định đối phương muốn giết minh long tiểu hoàng vậy là đủ rồi nếu vũ huyền ở đây lấy tính cách của nàng chắc sẽ không khiến ngươi phải chịu thiệt như vậy. Bây giờ không có nàng ở đây, ta giúp ngươi. Tụi mình khẽ nói, nhất chừng tiến tới. Hắn không lập tức đuổi theo cô gái mà chậm rãi đi theo sau. Như vậy đã hình thành uy nhiếp mãnh liệt, áp lực lên người cô gái, khiến cô sợ hãi gần như tuyệt vọng, khiến cho cô trong khoảnh khắc cảm nhận được nỗi khổ của Minh Long khi mới nãy cô máu lạnh tàn nhẫn truy sát. Người cô run rẩy, tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần, cái loại cảm giác này khiến cô sắp phát cuồng nước mắt không ngừng rơi hoảng sợ chạy trối chết tu minh bình tĩnh theo sau đôi khi giơ tay phải chỉ lập tức trên người cô gái xuất hiện một cái vệt máu máu bay ra trong túi trữ vật của tu minh bay ra một cái bình ngọc hướng lấy máu đối phương bình bồng xung quanh tùy thời hướng máu ăn miếng trả miếng lấy răng trả răng không vì tu vi của đối phương cao hay thấp mà giữ thân phận do đó cảm thấy mình làm như vậy không hợp với tu vi Bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu ở trong ý thức của tu minh, chỉ cần là kẻ địch thì có làm như vậy cũng không sao cả. Người có tu vi cao thâm thì hắn vẫn sẽ dùng cách tương tự, người có tu vi yếu ớt hắn cũng không ngại truy đuổi như vậy. Tu minh chưa từng cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, chỉ cần hắn cảm thấy nên làm thì không ai thay đổi được cả. Và người thực sự hiểu rõ tính cách này của hắn nhất chính là Nhạc Hoành Bang. Bốn chữ vui buồn thức thường rất thích hợp. Vui buồn thất thường, mọi chuyện tùy tâm, không có bất cứ quy tắc cùng pháp tắc nào có thể gò bó hành động của tu minh bởi vì hắn chưa từng thấy hành động của mình có gì không ổn người truy sát minh long như thế nào thì bây giờ ta truy sát ngươi như vậy đây chính là suy nghĩ đơn giản nhất của tu minh thời gian trôi qua truy sát như vậy kéo dài một ngày cô gái tóc tai bù xù ý chí sắp tan vỡ mặt cô trắng bệch mình đầy vết thương máu không ngừng bay ra không ngừng bị đối phương hướng lấy uy nhiếp để ép cô khiến cô tuyệt vọng đến tột cùng Cách động phủ lão tổ ở còn hơn nửa ngày trời, nhưng mỹ trí của cô đã không thể chịu được nổi hành hạ như vậy rồi. Rốt cuộc cô không chạy nữa mà xoay người cầu xin tu minh. Tiền bối, thả ta đi, ta biết sai rồi, chỉ cần tiền bối không giết ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô gái này khuôn mặt vốn là xinh đẹp, dù quần áo rách rưới không che đậy được thân hình, có tài sắc động lòng người. Bất cứ chuyện gì sao? tu Minh thẳng nhiên hỏi. Dạ, bất cứ chuyện gì? Cô gái như là nghĩ đến cái gì, bản năng cắn môi, gò má ửng hồng, lòng khao khát sống sót cực kỳ mãnh liệt. Tôi mình lý cô gái tình gọi Ngọc La này, cô có chút tài sắc, dáng người nhấp nhô mỹ miều, đặc biệt là mảnh vải khó che thân, làn da lộ ra cả bên ngoài. Phối hợp vì sợ hãi mà run rẩy, cộng đôi mắt khát vọng sống, khiến cho cô trong chớp mắt tràn ngập ý nhị, khiến cho tim người đập nhanh. Ánh mắt của cô, khuôn mặt của cô, đôi mắt cô ẩn chứa là trả bất cứ cái giá nào có thể làm bất cứ chuyện gì thậm chí dù là bị chà đạp cô cũng đồng ý. Tu Minh biểu tình như thường chậm rãi đi hướng cô gái. Hắn tới gần Ngọc La bản năng muốn lùi bước nhưng do dự cắn răng đứng đó. Mặc kệ Tu Minh chậm rãi tới gần chỉ cách nhau một khoảng ngắn thậm chí cô hơi tiến lên một chút là sẽ ngã vào ngực Tu Minh. Tu Minh từ từ cúi đầu hình như muốn chạm vào bờ môi của cô gái. Ngực Ngọc La phát ra tiếng tim đập nhanh phập phồng qua má cô ứng đỏ đôi mắt lộ rõ sự quyến rũ phụ nữ vì sống sót dù tô minh có yêu cầu làm cái gì thì cô đều sẽ hết sức hùa theo mắt thấy tô minh sắp đụng vào bờ môi hồng hé mở nhưng khoảnh khắc sắp đụng chạm thì hắn nghiêng đầu tránh mặt cô gái thì thầm bên tay của cô ta có thể không giết ngươi chỉ cần tô minh thản nhiên nói vào tay của ngọc la ngọc la nghe lời tô minh nói giơ đôi tay nắm vải áo mặt càng đỏ hơn đôi mắt càng quyến rũ nhưng mà khi cô định cởi áo ra thì giọng tu minh lại vang lên. Chỉ cần ngươi bỏ chạy giống mới nãy thôi. Tu minh lạnh lùng nói, ngẩng đầu, lùi ra sau. Mãi đến ra ngoài mấy mét thì mà hắn lộ ra nụ cười. Người ngọc la rung rẩy nhìn chầm chầm tu minh, không ngừng biến sắc mặt. Xấu hổ và tức giận vừa nổi lên thì cảm giác tuyệt vọng lại hiện ra. Từ nhỏ đến lớn cô được người che chở, cũng thấy nhiều tu sĩ nhưng chưa từng gặp tu sĩ nào giống như người trước mắt này cả khiến cô sợ hãi như vậy. Cô mở miệng định nói cái gì thì nụ cười của Tô Minh biến lạnh băng, vùng tay phải, cuồng phong cuốn lấy Ngọc La thổi đi xa. Thời gian là một pháp tắc kỳ diệu, đối với người vui vẻ thì nó trôi nhanh đến họ không nhận ra, chỉ trong chớp mắt, nhưng mà đối với người đau khổ thì thời gian biến chậm rãi đến đáng sợ. Ví dụ như Ngọc La, bỏ trốn nửa ngày đối với cô như rơi vào địa ngục, đắm chìm trong năm tháng vô tận, cực kỳ chậm rãi, cô đã yếu ớt đến cực độ mặt thái nhợt máu trong người chảy ra ồ ạt bị người sau lưng giống như cơn ác mộng hứng lấy không nhanh không chậm truy kích ý chí của cô đã tan rã gần như tan vỡ trong đầu chỉ quanh quẩn lời tu minh nói bỏ chạy tiếp tục bỏ chạy mãi đến trước mặt cô gái rốt cuộc xuất hiện một cái thiên thạch bền bồng trong trời sau nơi này là nhà của cô khi cô trông thấy thiên thạch kia thì ngọc la như hồi phục lại chút lý trí mắt toát ra tia sáng mãnh liệt tốc độ nhanh hơn một chút chớp mắt bước vào một cái thiên thạch khổng lồ lão tổ cứu mạng khi đáp xuống đất cô phát ra tiếng hét thê lương thanh âm vang vọng khó tán thân thể mất hết sức lực hôn mê tụi mình đứng ở trên trời sau nhìn phía xa thiên thạch to nhìn ngọc la ngã xuống nghe tiếng hét thê lương của cô vang vọng và dây sau chỗ này vẫn tĩnh lặng ngọc la hôn mê không hay biết lão tổ của cô không xuất hiện lại qua ba giây tô minh lạnh lùng nói không ra phải không hắn vung tay phải trong mắt bóng chồng phụ văn thường nguyên chợt lóe lập tức bay ra khỏi mắt của hắn khuếch tán nhanh bốn phía tiếng ầm ầm đánh vỡ tĩnh mịch quanh quẩn ngập trời từng thiên thạch vỡ vụng chớp mắt qua hơn phần nửa thiên thạch trở thành bụi rừng tan vỡ vẫn còn tiếp tục dường như không đập nát tất cả thiên thạch ở đây thì quyết không bỏ qua có tiếng thở dài chua xót truyền ra từ thiên thạch tan vỡ từ bên trong đi ra một ông lão áo dài màu xanh ông lão tóc bạc phơ đi ra thì phước tạp liếc ngọc la đang hôn mê lại nhìn tô minh cúi đầu tiền bối bất giận giảng bối tên là ngọc hàm là tộc nhân một nhánh của ngọc gia tộc hắc mặt tinh phụng mệnh tại đây trấn thủ môn hộ ngoài trời cho gia tộc tộc nữ ngọc la trẻ hơn người non dạ xin tiền bối thay cho con bé à, lão phu sẽ dâng lên hậu lễ ông lão thái độ cực kỳ cung kính cúi gặp người hướng tô minh Tu Minh mắt chật lóe liếc ông lão một cái, không nói tiếng nào, thậm chí không hỏi đối phương định đưa hậu lễ gì để bình ổn cái việc này. Hắn xoay người, mặc kệ ông lão đi hướng phía xa. Thấy hành động của Tu Minh, ông lão ngẩng ra, mắt chật lóe, vội đi ra vài bước, lại cúi đầu hướng Tu Minh tiền bối dừng bước ở việc này cũng trách lão phu dạy dỗ không nghiêm nhất định phải có gì bày tỏ cho tiền bối tiền bối đi hắc mặt tinh á, chắc là vì tham gia đấu giá lừng danh phới địa của hắc mặt tinh này rồi hoặc là định đi thần nguyên tinh hải kiến với vị tộc hả ở chỗ giảng bối có một phần địa đồ thần nguyên tinh hải có thể khiến tiền bối bớt đi đường vòng á ông lão nói hình như ông lão lo lắng tu minh định rời đi vội từ trong ngực móc ra một cái tấm da thú bên trên vẽ vài đường nét hình như là địa đồ nhưng mà kỳ lạ là cái bản đồ này không phải dùng ngọc giảng khắc ấn mà dùng da thú nguyên thủy tô minh khựng bước xoay người nửa cười nửa không liếc ông lão ánh mắt đó làm tim ông lão trước cái bịch hình như điều lão che giấu trong lòng ở trước mặt của đối phương đều bị nhìn thấu tựa như lão trần truồng đứng trước mặt người đó vậy cảm giác này lập tức biến thành nguy hiểm khiến tim của ông lão đập nhanh ừ, tiền bối đó tim ông lão đập thình thịch nhưng biểu tình càng cung kính bản năng mở miệng bỗng nhiên ông lão thấy tô minh giơ lên tay phải hư không chập da thú trong tay của lão bay nhanh ra chớp mắt xuất hiện trong tay đối phương tô minh cầm cái da thú cẩn thận nhìn một lúc rồi xoay người rời đi ông lão lộng rung lên liên tục biến sắc mặt lão không ngờ đối phương hùng hổ đến giết hết tộc nhân xong nhưng lại dơ cao đánh khẽ cứ như vậy mà rời đi làm cho tất cả điều ông lão chuẩn bị dường như thành hư không lòng ông lão sốt ruột lại tiến lên mấy bước rồi nói Ừ, tiền bối, tiền bối, uh, tiền bối dừng bước giảng uh, bối chưa có tặng hết hậu lễ. Uh, còn uh, còn có nhiều tinh thạch uh, kính tặng nữa. Uh, sẽ giúp cho tiền bối ở trong hội đấu giá đặt thắng luôn uh. à. Lời vừa thốt ra, Tô Minh còn chưa có biểu hiện gì thì trong không khí ngoài người hắn xuất hiện bóng dáng của hạt độc lông. Mắt nó sáng rỡ nhìn ông lão. Trong mắt như là tinh thạch vậy, nhấp nháy sáng người. Cái gì? Đâu? Bao nhiêu tinh thạch? Nó kích động la lên. 300 dạng tinh thạch, ông lão do dự một chút cắn răng nói hạt trọc lông hét thê thảm người rung rẩy nhìn chằm chằm ông lão biểu tình này ánh mắt này tràn đầy hung tợn như muốn nuốt sống ông lão vậy thân hình nó dường như không cách nào khống chế ở trong hư không biến khổng lồ chớp mắt đã to cỡ 10 mét nghe hạt trọc lông hét chối tay thân thể to lớn và biểu tình hung tợn khiến lòng ông lão rung lên lùi vài bước vội vã nói ba trăm vạn tên thật chỉ là thang mắt thôi à còn có 300 trăm nữa thiện bối bất giận bất giận à ông lão chưa dứt lời thì hạt trọc lông càng hét chối tay, người rung rẩy đến dữ dội cái loại biểu tình này khiến ông lão hồi hợp nhưng mà tôi minh biết nó là quá kích động 300 vạn tinh thạch kích động đủ khiến hạt trọc lông phát cuồng nhưng sau đó ông lão lại nói 300 vạn tinh thạch càng phát động mãnh liệt hơn khiến cho lý trí của hạt trọc lông thác loạn một ngàn vạn đó, lão phong mượn ướp đưa ra một ngàn vạn tinh thạch để bồi tội Ông lão thấy con mảnh thú to lớn giống con chim mà không có lông, phát cuồng dữ tợn như vậy thì cho rằng mình tặng tinh thạch quá ít, làm đối phương tức giận. Lão mới cắn răng vội nói ra con số một ngàn vạn. Khi câu một ngàn vạn tinh thạch thốt ra thì mắt của hạt độc lông lội ra ngoài, người rung bần bật, trợn trắng con mắt, hôn mê bất tỉnh. Tình hình này khiến cho ông lão càng căng thẳng hơn. Tù mình thở dài, hắn biết đấy là do hạt độc lông không ngờ sẽ có một ngàn vạn tinh thạch, kích động quá đột ngột cho nên nó bị kích động đến hôn mê luôn. Tụi mình lắc đầu, không đợi đi mà xoay người nhìn hướng ông lão, mắt lóe tia sáng lạnh. Ông lão này có vấn đề, mới nãy khi lão xuất hiện một giây, tụi mình lập tức đoán ra, hơi thăm dò liền lấy được đáp án. Ông lão này hình như tìm mọi cách muốn dẫn dụ hắn. Sao vậy? Người ngươi chờ còn chưa đến đây sao? Tụi mình lạnh lùng hỏi. Lời thốt ra, ông lão tinh thần rung lên, nhưng mà biểu tình như thường, lộ ra vẻ ngẩn ngơ. <laughs> Lúc nãy ta nói với cô gái này là chỉ cần chạy trốn là ta sẽ không giết cô ta. Còn chỗ của ngươi thì không truy sát Minh Long, ta khẳng định không lấy mạng của ngươi, chỉ hơi trừng phạt mà thôi. Nhưng mà nếu ngươi đã tính kế ta, thì chuyện này không giải quyết như vậy nữa. Tụi Minh liếc ông lão, cười lạnh, giơ tay phải chỉ hướng ông lão. Cái chỉ này không khí vặn vẹo, lực hủy diệt ngưng tụ lao hướng ông lão. Ông lão biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi, phát ra tiếng gầm. con được xong ngã bụng sinh bán giao ra tay! khi lão thốt lời thì có tiếng nổ mãnh liệt bùng phát ra từ thiên thạch lão đứng có trận pháp dao động ầm ầm thiên thạch này rõ ràng là một cái tòa trận pháp truyền tống mà lúc trước tô minh không nhìn ra đây là một cái sông hướng truyền tống trận liên tiếp hai nơi là có thể ra vào nếu lúc trước tô minh bước lên thiên thạch này là trận pháp đang chuẩn bị phát động hắn sẽ bị cưỡng bước truyền tống đến khu vực đã định ở đó sẽ có cường giả ngọc gia cùng ra tay mặc dù tô minh không nhìn ra trong thiên thạch ẩn chứa truyền tống trận nhưng mà hắn từ hành động của ông lão đoán ra được manh mối, sự che giấu của ông lão đối với trong mắt của tu minh là quá giả, loại che giấu này dù có chỗ kỳ dị nhưng mà khiến thần thức tu minh quét qua không thể thấy nó tồn tại, giống như là không phát hiện ra truyền thống trận. nhưng mà khi tu minh dùng phù văn hủy diệt mảng lớn thiên thạch thì trông như ông lão bị buộc đi ra. nhưng mà sự thật là nếu lão muốn bỏ chạy thực sự thì lúc trước có thể rời khỏi khu vực thiên thạch này rồi nhưng mà ông lão không rời đi mà làm bộ như ẩn nấp rồi đi ra ngoài tất cả là vì dụ tu minh ra tay hủy diệt thiên thạch hơn một chút loại hủy diệt này dường như là một cái tín hiệu giống như là vì đạt thành mục đích nào đó nơi này là môn hộ phía ngoài của ngọc gia trong câu nói đầu tiên của ông lão đã vội bày tỏ thân phận nói ra chỗ này thuộc về ai nhìn như bình thường nhưng sự thật là lão cố ý làm như vậy thế thì có thể đại khái đoán ra mục đích của người này là cái gì đó là xác định Tu Minh xúc phạm Hắc mặt Tinh làm hành động xúc phạm Ngọc gia. Nếu chuyện này đã xác định thì tiếp theo càng dễ giải thích cho hành động của ông lão. Truy xác minh lòng lễ chí cá nhân của lão, coi như vì vậy, tạo rắc rối cũng không liên quan đến Ngọc gia, vì đó là hành vi cá nhân. Nhưng nếu Tu Minh hủy đi mới thiên thạch này thì chuyện sẽ bị ông lão đổi trắng thay đen, khiến cho chuyện của cá nhân lão biến thành đối kháng giữa Tu Minh và cả gia tộc của lão. Dù sao một gia tộc cường đại đứng vững ở hát mặt tinh danh chứng toàn thần nguyên phế địa. Ngoại bộ, mỗi một truyền thống môn hộ là rất quan trọng, càng đại biểu cho mặt mũi. Một khi bị người hủy diệt thì giống như tác một cái bạc tay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc việc này bị tu minh nhìn ra manh mối, hắn không có bước vào thiên thạch mà là xoay người rời đi. Điều này khiến cho ông lão trở tay không kịp. Nếu tu minh rời đi, vì thiên thạch bị hủy diệt mà người gia tộc chắc chắn sẽ điều tra. Gia tộc nghiêm khắc với tộc nhân chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở. Đến lúc ấy lão sẽ đối mặt trách phạt nghiêm trọng. Dù sao đối phương tu vi kém nhất cũng đến trung kỳ vị giới. Thậm chí rất có thể tu vi cường đại là hậu kỳ vị giới nữa. Người như vậy nếu không cần thiết thì gia tộc sẽ không dễ dàng kết thù kết oán. Cho nên lão dùng bản đồ làm mồi dụ, muốn lừa tu minh đến. Không thành công thì không tiếc dùng tinh thạch làm mồi. Tuy nhiên mọi thứ bị tu minh liếc mắt một cái, nhìn thấu lòng của ông lão thì lão biết kế hoạch đã sai lầm rồi. Vậy nên ông lão lập tức thay đổi kế hoạch. Nếu đối phương không đến, không thể truyền tống đến bản gia, thì tuyệt đối không cho đối phương rời đi nữa. Phải những lúc đối phương còn ở lại kêu gọi người của bản gia. Vậy thì khi bọn họ xuất hiện tranh đấu, việc này sẽ không liên quan gì nhiều đến lão nữa. Coi như ngày sau có bị tra ra lý do, nhưng mà bản gia cùng đối phương đã kết thù, việc này không còn lựa chọn nào khác nữa. Trường pháp ầm vang tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, trên thiên thạch quét bốn phía, chớp mắt phủ trùm trận pháp vận chuyển có ba cái bóng người bước ra từ trận pháp ba người này hai nam một nữ trong đó một người đàn ông trung niên biểu tình âm trầm sau lưng của gã một nam một nữ kia đều là thanh niên trên thân của ba người đều tỏa ra dao động tu vi trung kỳ vị giới đặc biệt là người đàn ông trung niên tu vi đã đến gần đỉnh trung kỳ vị giới loại trình độ này có thể đấu với lão tổ triệu gia dù rằng tu vi của gã kém hơn một chút nhưng cũng đủ trở thành bá chủ một phương khoảnh khắc nhìn thấy ba người thì tu minh lập tức có ấn tượng gián tiếp với hắc mặt tinh một ngọc gia hắc mặt tinh hiện tại tu minh thấy hai trung kỳ vĩ giới năm sơ kỳ vĩ giới còn thiên tu thì vô số hiển nhiên đây chỉ là một gốc của cái gia tộc ngọc gia này thôi mặc dù không biết ngọc gia ở hắc mặt tinh có đẳng cấp gì nhưng từ một gốc này tu minh có thể đoán ra hắc mặt tinh là một viên tinh cầu cổ xưa dù là trước khi chân giới thứ năm không bị hủy diệt nó cũng đã tồn tại đó là một tinh cầu nhiều năm qua trước khi tu minh chưa đến duy nhất mở ra trận pháp trong tinh cầu khiến sinh linh bên trong đi ra thoát khỏi sự trấn áp phong ứng của bốn chân giới khiến cho tinh cầu này từ nay trở thành tu chân tinh không bị bốn chân giới khống chế đây là một tinh cầu ở trong thượng nguyên phế địa vô pháp vô thiên ngưng tụ nhiều lão quái tinh cầu tự do ở trong hát mặt tinh cường giả là tôn không có bốn chân giới nhìn chằm chằm không có chân vệ dám tùy tiện đến khiến chỗ này nhìn như hỗn loạn nhưng sự thực là tinh cầu bắt mắt nhất trong thần nguyên phế địa tại đây ngưng tụ đa phần là cường giả trong thần nguyên phế địa tại đây tu sĩ hậu kỳ vĩ giới thậm chí là viên mãn cùng với kiếp nguyệt kiếp dương cũng có thể rất tồn tại nếu coi tội nghiệp phế địa là một cái nhà giam thì hát mặt tinh tồn tại chính là chỗ tối nhất của lao ngục nhưng cũng là nơi duy nhất của ánh sáng vị trí địa lý khiến bốn chân giới không thể viễn chinh thu phục tinh cầu bởi vì chỗ bên kia của hát mặt tinh chính là nơi khiến cho bốn chân giới kiên dè cũng là chỗ chân chính trấn thủ thần nguyên tinh hải. Bởi vì trong thần nguyên tinh hải tồn tại dị tộc, những dị tộc đó có một phần là năm đó do chân giới thứ năm để lại, nhưng mặc dù không có tàn dư của chân giới thứ năm đi chăng nữa, thì cái nơi này vẫn là một cái nơi tồn tại bí ẩn, vẫn tràn ngập chấn nhiếp, dị tộc thần nguyên. Không ai biết dị tộc thần nguyên đến từ đâu, cũng rất ít có người biết ở trong thần nguyên tinh hải này rốt cuộc có bao nhiêu dị tộc. Chỗ này dường như tự hình thành một cái hệ thống rất ít liên hệ với bên ngoài nhưng thông qua cuộc nói chuyện với xích hỏa hầu tôi minh đoán được năm đó chân giới thứ năm tồn tại trừ kiếp chủ chân tổ trong truyền thuyết ra thì những tu sĩ cường đại bị cho rằng không thuộc về chân giới thứ năm đến từ ngoại không ngoại không này có thể nghĩ là bên ngoài cũng có thể cho rằng là thần nguyên tinh hải làm chỗ trung chuyển duy nhất giữa thần nguyên tinh hải và tội nghiệp phế địa tứ đại tinh vực hắc mặt tinh muốn không bắt mắt là không thể nào tôi minh còn thông qua ký ức của một số người ngoài biết được hát mặt tinh này có liên thông đến tinh hải và bốn tinh vực cho nên trở thành chỗ trung chuyển cho người mạo hiểm tiến vào tinh hải nhiều năm qua thực nhiều vật phẩm báu vật ở trong thường nguyên tinh hải gần như tất cả đều lộ ra trên hát mặt tinh thậm chí trên hát mặt tinh còn xuất hiện dị tộc những dị tộc cũng có thể tùy ý ra vào hát mặt tinh khiến cho hát mặt tinh trở thành điểm duy nhất giao dịch lẫn nhau thế là hình thành truyền tống hát mặt tinh là nơi chứng động nguyên thường nguyên phế địa thậm chí chân vệ sẽ biến đổi thân phận lẻn tới đây nữa. Truyền thống đó chính là hội đấu giá. Phòng đấu giá lớn nhỏ trên Hắc Mạc Tinh là nơi cực kỳ long trọng. Mỗi phòng đấu giá do người các gia tộc kinh đấu lấy phòng đấu giá lớn nhỏ quyết định địa vị, thế lực giữa các bên gia tộc phập phòng lên xuống nhiều năm qua trong Hắc Mạc Tinh. Bởi vì phòng đấu giá này nổi danh, có uy tín, cẩn thận, nên mỗi gia tộc kinh doanh phòng đấu giá nhiều năm qua sinh sản dựng hình thành tộc quy của riêng mình những tộc quy đa số là phục vụ vì phòng đấu giá đối với tộc nhân ngang ngược cũng có bao che và trừng phạt khác nhau những ký ức lấy được từ thuộc vệ không ảnh xẹt qua ốc của tô minh hắn nhìn ba người bước ra khỏi trận pháp biểu tình như thường ta là ngọc trần hải xin chào đạo hữu không biết nên xưng hô ra sao vậy người đàn ông trung niên đi ra khỏi trận pháp biểu tình âm trầm nhìn tô minh Mặc dù gã nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, càng cảm nhận được sát khí, uy nhiếp từ người hắn, nhưng mà gã vẫn không rung động, chấp tay hỏi. Tô Minh Tô Minh từ từ nói, hắn không dùng cái tên mặt Tô, dù sao ở thượng nguyên phế địa này thì cái tên mặt Tô hơi nổi tiếng, hắn chưa biết gì về hát mặt tinh, không tiện quá nổi. Thì ra là Tô Đạo Hữu, không biết Ngọc Gia ta có chỗ nào đắc tội Đạo Hữu vậy? Người đàn ông trung niên âm trầm hỏi, ông lão trấn thủ nơi này đứng một bên, lộng rất hồi hợp. Lão biết tộc quy của gia tộc nghiêm khắc, vốn tưởng người gia tộc đến trông thấy thiên thạch vỡ hơn phân nữa sẽ lập tức ra tay ngay. Chỉ cần ra tay thì mọi chuyện đơn giản. Nhưng người gia tộc khi đi ra mà không vội xuống tay mà lại nói chuyện với đối phương. Không thể để cho họ nói chuyện. Ông lão cắn răng, liếc cô gái Ngọc La hùng mê ở một bên, gầm lên, vọt tới bên cạnh cô. Khi ngẩng đầu thì mắt đỏ rực trừng tô minh, giận dữ dự ngập trời cư tiêu diệt gần trăm đệ tử trong tộc của ta Càng khiến cho Ngọc La không biết sống chết ra sao Hủy diệt hơn phần nữa thiên thạch nơi đây Muốn giết chết ta nữa Nhưng đại lão phu quyết không bỏ qua Người muốn chiến thì chiến đi Ông lão nói rồi lắc người lao hướng tu minh Ông lão hành động khiến cho người đàn ông trung niên nhíu mày Gã nhìn không thấu tu vi của tu minh Nhưng khi gã tới đây thưởng thức quét xung quanh Trông thấy thiên thạch và phản ứng của ông lão Lòng đã có phán đoán Vốn gã do dự, nhưng hôm nay tộc nhân đã ra tay, thì vừa lúc gã cũng theo đó mà thăm dò hư thực của Tô Minh. Bước chân vừa nhức lên, chợt khựng lại. Gã trông thấy Tô Minh chỉ đứng đó vung tay lên. Lập tức có nhiều phù văn chớp lé xuất hiện, xoay quanh bên ngoài thân thể của ông lão đang vọt hướng hắn. Hình thành từng cái vòng tròn rồi mạnh coi rút lại, giống như phong ứng bao bọc lấy ông lão, khiến cho thân thể của lão bền bồng giữa không trung, mặc kệ có dãy dụa cỡ nào cũng không thể nhúc nhích mảy may. Phùng ấn có thể khiến một tu sĩ trung kỳ dị giới không thể tránh thoát được. Mắt người đàn ông trung niên sáng người, nhìn chầm chầm phù văn trên người ông lão, chắp tay, cúi đầu hướng tô minh. Lễ tù gì của tô đạo hữu thì chắc chắn là tộc nhân chi nhánh tộc ta trêu chọc trước rồi. Việc này xin tô đạo hữu thứ lỗi cho. Ngọc ta nhất định sẽ báo lên gia tộc trách phạt người này và có lời cho đạo hữu. Lần này thì biểu tình của gã không còn âm trầm, tiếng cười sang sản chất chứa nhiệt tình vừa đúng. <laughs> <laughs> không biết tôi đậu hữu đến hát mặt tinh này có chỗ ở chưa vậy ha Nếu không chê thì đến Ngọc Gia ta làm khách khanh cung phụng có được không vậy Ngọc Trần Hải biểu tình chân thành cười hỏi Tiếng cười của Ngọc Trần Hải sang sản biểu tình chân thành Giống như chuyện lúc nãy xảy ra y như gã đã nói vậy Bị gã nắm rõ trong lòng bàn tay là tộc nhân của gã không đúng Nhưng mà tu Minh không cho rằng là như vậy Coi như là gia tộc có gia quy nghiêm khắc cỡ nào thì cũng sẽ che chở huyết mạch của mình Lúc nãy gã không tiến hành gặn hỏi Cũng không hiểu biết tình huống Mới nãy còn âm trầm định ra tay thăm dò Bây giờ chỉ bởi vì một thường thông của Tu Minh Mà thái độ hoàn toàn thay đổi Khách khanh Tu Minh lạnh lùng hỏi À Ngọc Gia ta là một trong rất nhiều gia tộc Trên hát mặt tinh Có được phòng đấu giá đó nha Trong phòng đấu giá này có thể xếp hạng vào ba hàng đầu Nếu mà tôi Đào hữu đồng ý trở thành khách khanh Thì mỗi tháng có ba dạng tinh thạch cung phụng Còn có bạch ngọc lệnh nữa còn được hưởng thụ chiếc khấu trong phòng đấu giá mà bản gia và đại ngộ tôn quý nữa Còn có trong phạm vi thế lực của bản gia sẽ cung cấp một cái động phủ cho đạo hữu Động phủ linh khí sung túc, hãy đạo hữu có gì cần cứ nói ra Chỉ cần không quá mức thì bản gia đều đồng ý cả Hơn nữa ngọc gia ta sẽ không có gì ràng buộc cho tô đạo hữu Đạo hữu có thể tùy thời ra đi, mọi chuyện tự do Bình thường cũng không có gì cần đạo hữu làm cả Chỉ cần khi mấu chốt ra tay là được rồi Mỗi lần ra tay sẽ có kính tặng Không biết ý của đạo hữu như thế nào vậy ngọc trần hải cười hỏi trong mắt của ngọc trần hải chỉ có tu minh không có ông lão bản gia bên cạnh đang bị phong ứng thậm chí theo ngọc trần hải thấy thì tu minh có được năng lực phong ứng trung kỳ vĩ giới mức độ quan trọng đã vượt qua rất nhiều người mặc dù gã không có tư cách mời người ta trở thành khách khanh mặc dù khách khanh gia nhập ở bất cứ gia tộc nào đều cực kỳ nghiêm khắc chẳng những cần điều tra càng phải là người trình độ cỡ trưởng lão mới có tư cách mời được nhưng mà nghĩ đến thuật phong ứng của tu minh là lòng ngọc trần hải nóng lên chỉ cần hắn đồng ý thì gã sẽ điều tra sau. Có thể dùng tài nguyên của mình đổi lấy tư cách khiến đối phương tạm thời làm khách khanh. <laughs> Ngọc đồ Hữu không sợ tu ta có mưu tính gì hay sao? Dỗ dàng mơ như vậy khó tránh khỏi là hơi qua loa nha. Tu Minh biểu tình như thường, mỉm cười với Ngọc Trần Hải. Ngọc Trần Hải mắt chật lóe nhưng nụ cười càng tươi. Gã lắc đầu, chắp tay hướng Tu Minh. <laughs> chuyện này là Ngọc ta lỗ mãn, lỗ mãn rồi. Nói đến đây thì Ngọc Trần Hải do dự một chút, lại nhìn Tô Minh dứt khoát nói. Không giấu gì Tô Huynh, mời đạo hữu trở thành khách khanh thì Ngọc ta không có tư cách đó đâu. Nhưng mà nếu chỉ tạm thời làm khách khanh thì Ngọc ta có thể bảo đảm được. Cho dù Tô Huynh thật là có ý đồ gì khác, nhưng mà Ngọc ta muốn cược một lần, cược ta tin ngươi. Ngọc Trần Hải biểu tình cực kỳ chân thành, Thực sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Hả? Nguyễn lắng nghe. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc ta ở trong gia tộc dù là dòng chính nhưng mà địa vị không cao Nhờ có trưởng bối yêu thương cuối cùng ban cho Ngọc ta tư cách chủ trì đấu giá một lần Nhưng bên cạnh ta rất ít người giúp đỡ Càng thiếu một người am hiểu phong ấn nữa Cho nên khi thấy thuật phong ấn của tu huynh Thì mới nảy ra cái ý định chiêu lãm Mới nảy có chỗ dấu giếm xin tu huynh thứ lỗi cho nha Ngọc Trần Hải chân thành nói Ngọc Trần Hải có thể kết luận đối phương không phải cố ý tới gần đây bởi vì chính gã cũng chỉ mới vừa biết Chuyện gã chủ trì cái trận đấu giá hội ở trong gia tộc, người cạnh tranh không có khả năng nhanh như vậy, sắp xếp một người xa lạ, tu vi không tầm thường, dùng cách như vậy tiếp cận gã. Quan trọng nhất là lần này gã truyền tống đến đây, tại đây thấy tu minh là ngoài ý muốn, vốn đến đây không phải gã mà là cha của gã. Gã chỉ đến thay, cha gã là trưởng lão tất nhiên sẽ không làm hại gã. Và từ một số dấu vết, gã thấy ra bản thân tu minh dường như không hiểu trình độ quan trọng thuộc phong ứng ở hắc mặt tinh này nhưng mà chuyện này cũng lờ mờ thấy ra chút manh mối dù sao đối phương mới ra tay chính là phong ứng ngươi cần một người am hiểu phong ứng hả tu minh nhìn hướng ngọc Trần hải hỏi chắc đây là lần đầu tiên tô huynh đến hát mặt tinh rồi trên hát mặt tinh có không ít người biết thuộc phong ấn đâu nhưng mà tu sĩ có thể phong ấn trung kỳ dị giới thì không nhiều lấy thuộc phong ấn của tu huynh ở trong mỗi một phòng đấu giá đều được tôn trọng thậm chí nếu có người dẫn tiếng thì coi như tham gia ba phòng đấu giá cự hình cũng được nữa đừng nói là những tộc nhân như ngọc ta mời không nổi cường giả như tu huynh coi như là ngọc gia của ta có thể làm được như tu huynh e rằng chỉ có ba người thôi vậy thì ta còn có gì để lo lắng đây chứ xin tu huynh giúp đỡ ngọc ta sẽ có quà cảm ơn hậu hĩnh ngọc trần hải chân thành nhìn tu minh chờ đợi câu trả lời ngươi còn chưa nói cho tu ta biết ngươi cần phong ứng dùng để làm gì Tu Minh suy tư chậm rãi hỏi Phong ấn báo vật đấu giá đó Lần này Ngọc ta chủ trì hội đấu giá Không thể mời được ba khách khanh gia tộc am hiểu phong ấn được Chỉ có mấy khách khanh dưới tay trưởng hệ huyết mạch cùng ta Nhưng mà sợ là bọn họ khó khiến ta vừa lòng Lần hội đấu giá này ta sẽ trình lên không ít báo vật dị tộc Cần một cường giả am hiểu phong ấn để phong lại Không cho chúng nó xuất hiện biến dị gì Ngọc Trường Hải vội nói Trong câu nói của Ngọc Trường Hải có năm phần là thật, Gã đương nhiên không nói ra hết Lần này Ngọc Gia bọn họ đấu giá là tỷ thí chính thức đầu tiên giữa hậu bối bọn họ Có tổng cộng 6 đợt hội đấu giá do 6 người chủ trì Bất cứ trưởng bối nào trong gia tộc sẽ không giúp gì nhiều Có thể làm thế trình độ nào thì phải xem năng lực cá nhân Chuyện này liên quan đến địa vị sau này của 6 người trong gia tộc Tranh đấu gây gắt sớm diễn ra Thậm chí vật phẩm đấu giá cũng do thực lực mà định Như là chiêu lãm tu sĩ có thể phong ứng sơ kỳ vị giới Vậy thì sẽ được mời đến để chủ trì cái báu vật cần có người ở bên phong ứng. Nếu như Chiêu Lãm người có thể phong ứng trung kỳ vị giới, vậy thì có thể chủ trì được báu vật phẩm chất càng tốt hơn để bán đấu giá. Ngọc Trường Hải khẳng định, nếu gã có thể bán đấu giá báu vật đẳng cấp cỡ đó thì nắm chắc nổi bật nhất trong 6 người lại rất lớn. Chỉ cần Tu huynh đồng ý thì Ngọc ta nguyện trước tiên kính tặng 500 vạn tinh thạch làm cảm ơn trước, nếu mà hội đấu giá của Ngọc ta thành công thì sẽ lại kính tặng ngàn vạn tinh thạch cảm kích Tu huynh. Tô Huỳnh yên tâm đi, điều thứ nhất tộc quy của tộc nhân Ngọc Gia ta là chuyện đã hứa nhất định phải làm được. Ngọc Trường Hải lần nữa chấp tay. Ngọc Trường Hải mới dứt lời thì hạt độc lông ở bên cạnh Tô Minh đang hôn mê bỗng mở mắt ra, sáng người như tinh thạch, thân thể kích động lại rung rẩy, hận không thể lập tức đồng ý cái chuyện này. Nhưng mà khi nó định mở miệng thay Tô Minh đồng ý thì bị hắn hung tợn trừng mắt một cái liền rụt cái lưỡi lại, nhưng lòng đang nhỏ máu. Tinh thạch, tinh thạch của ta... Hạt trọc lông gục đầu, bộ dạng uất ức. Tụi mình còn người coi cò rút, hắn không ngờ gia tộc khắc mặt tinh có tài lực như vậy. Dường như ngàn vạn tinh thạch chỉ là số lượng nhỏ, khác biệt quá lớn với tình trạng nơi khác ở thường nguyên phía địa. Lấy kinh nghiệm của hắn nhìn ra được, Ngọc Trần Hải có chỗ chưa nói hết nhưng mà đại khái không nói dối. Tụi mình nhèo mắt lại, mặt lộ ra nụ cười. À, người Ngọc gia hãy đã hứa thì mọi chuyện đều sẽ hoàn thành sau. <laughs> đúng vậy đây là tộc quy của ngọc gia ta tù hình cứ yên tâm đi ngọc trần hải cười rồi đáp ai cũng vậy hả tu minh nhìn ngọc trần hải rồi hỏi đúng vậy ai cũng vậy ngọc trần hải do dự một chút mới trả lời không rõ ẩn ý của tu minh tu minh ho khang giơ tay phải chỉ vào ông lão bên cạnh đang bị phong ứng từ từ nói à, mới nãy người này hứa cho ta 10 triệu tinh thạch để xin lỗi nếu mà Ngọc Huynh ở đây, chính tay nghe lão hứa hẹn thì nên làm chứng cho tu ta nha. Ngọc Trường Hải ngưỡng ra, ông lão đang bị phong ứng, còn nghe được thì đôi mắt trận trừng, vùng vẫy dữ dội, mắt thoát ra tức giận, lửa giận như có thể thiêu cháy tám hứng. Dường như chỉ cần thoát khốn được thì lão sẽ dùng hết sức gầm rống vậy. Trong tức giận còn có tuyệt vọng và bực tức nữa. Đó là tuyệt vọng đến từ tận linh hùng, bực tức đến từ đáy lòng khiến cho lão muốn phát điên. Hạt trọc lông trận to con mắt, hít thở dồn dập người kích động rung rung. Nó nhìn Tô Minh trong lòng dâng lên kính phục, cảm thấy hình tượng của hắn trở nên vô cùng to lớn. Hạt bà nội đó, giống tưởng rằng hạt gia gia ta đủ thông minh gian xảo rồi, không ngờ, không thể ngờ được là cái tên Tô Minh này bình thường không lỗ đắc cao sâu, nhưng lại gian trá như vậy đó. Rõ ràng chỉ có một ngàn dạng tinh thạch bị hắn nấu thành 10 triệu. Người đàn ông trung niên họ Ngọc này nếu muốn chiêu lãm Tô Minh thì chắc chắn sẽ phải làm chứng rồi. Chuyện này bà nội đó chứ, quá độc ác, quá đen tối, đen hết sức đen mà tô hát tử này hắn còn đen hơn cái hạt da da nữa xem ra ta phải chăm chỉ học tập ừ. phải học được tinh túy để trò giỏi hơn thầy mới được M mười triệu ngọc trường hải ngưỡng ra bật thuốc hai người đi theo sau lưng của gã cũng trợn to con mắt lộ ra vẻ quái lạ họ nhìn ra được manh mối ngay mặt trứng lộ thế này hai người cả đời chưa từng thấy hả không phải mới rồi ngọc huynh chính tay nghe thấy hay sao người này hứa cho tôi ta mười triệu tinh thạch không lẽ lão lừa ta? Tô Minh nhướng mày hừ lạnh. Hê, hey, ta vốn định trở thành khách khanh của Ngọc Gia, nếu người này to gan dám lừa gạt ta, thì chuyện này tu ta phải đắn đo lại rồi. Ngọc Trần Hải cười khổ, gã đồng tình nhìn ông lão tuyệt vọng muốn điên lên nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể dễ dụa, vội gật đầu với Tô Minh. À, đúng như vậy đó, Ngọc ta chính tay nghe thấy, nhưng mà người này không có nhiều tinh thạch như vậy đâu, tuy nhiên tu hình cứ yên tâm đi, tất cả tài sản của lão đều thuộc về ngươi, nếu không đủ thì dùng mạng mà trả. Nói đến đây ánh mắt của Ngọc Trường Hải lộ ra vẻ dứt khoát và tàn nhẫn. Một tộc nhân bình thường được dị bảo cưỡng ép tăng lên đến trung kỳ dị giới, đời này không thể tăng tiến nữa, còn thuộc về chi nhánh huyết mạch, mặc dù là thuộc hạ của cha nhưng hy sinh cũng được. Ngọc Trường Hải thầm quyết định khi lại nhìn Tu Minh thì hình tượng của hắn trong mắt của gã đã thay đổi nhiều. <laughs> Vậy cảm ơn Ngọc Huynh đã giữ lễ công bình nha, Vậy thì khi nào chúng ta đi hát mặt tinh vậy? Tô Minh mỉm cười hỏi Trời sao vô tận ơi Ta muốn ca ngợi tô hát tử Vĩ đại Đây là ánh sáng trời sao không thể che đậy Là mộng tưởng chúng sinh không thể truy tìm Khung trời vô biên ơi Ta muốn ca ngợi tô hát tử Vĩ đại hơn cả hạt bá nội nó luôn Phủ lên không trời Mới khiến cho trời sao là màu đen Phủ lên tất cả sinh linh Mới khiến tóc mọi người cũng là đen Tô Hắc Tử nè hãy tiếp tục phát huy cái đen tối của nhà ngươi đi Đem màu đen của ngươi nhuộm lên chúng sinh đi Ta sẽ cùng ngươi cùng đi trên con đường đen như mực đầy Hạt trọc lông thành kính nhìn bóng lưng tu Minh Theo sau lưng hắn trong lòng hát nghiêu ngao Khoảnh khắc này nó vô cùng sùng bái tu Minh Thậm chí trong mắt của nó thì hắn chính là ngọn đèn sáng của nó Chỉ dẫn hạt trọc lông đi hướng đỉnh hạt trọc lông Đôi mắt nó sắp rơi lệ Đó là nước mắt cảm động Là vì tìm ra người đồng đạo tìm ra người còn đen tối hơn cả con hạt nhà nó, kích động vì lý tưởng cộng minh. Tiếng của hạt trọc lông kích động và cảm thán vang vọng trong đầu tu minh, người ngoài nghe không thấy nhưng mà vẫn khiến hắn cảm nhận được, rất quái dị. Tu minh hò khăn, theo Ngọc Trần Hải mời cùng bước vào trong cái truyền tống trận, còn về Ngọc La và ông lão thì bị hai người khác dẫn đi. Khi ánh sáng truyền tống trận chớp lóe kịch liệt, tiếng gầm rú quanh quẩn, bóng dáng mọi người biến mất trông như tu tù minh tùy tiện nhưng mà sự thật là hắn không hề giảm cảnh giác. Khoảnh khắc trận pháp mở ra thì hắn đã chuẩn bị, nếu có gì không ổn lập tức ra tay. Dù sao người khác thấy thì tu minh lộ ra tu vi hơi mơ hồ, giống như sơ kỳ vị giới, lại giống như là trung kỳ vị giới, khiến cho người không chia rõ hư thực. Trừ phi chính mắt thấy tu minh đấu với người ta, hoặc là ngay mặt đối diện uy nhiếp, hắn thi triển, nếu không thì chỉ đành dựa vào cảm giác suy đoán. Coi như là ông lão bị phong ứng, bị trứng lột cũng không thể chia rõ hư thực của tu minh chỉ đoán là chắc hắn là hậu kỳ vĩ giới nhưng mà cũng không mấy chắc chắn còn ngọc trường hải thì càng không nhìn thấu cho nên điều này trở thành hậu chiêu của tu minh một khi dung hợp thường nguyên như vậy hắn sẽ lộ ra lực lượng hậu kỳ vĩ giới đáng sợ đây cũng là một trong những lý do hắn có gan đi tới hát mặt tinh ánh sáng trường pháp che đi tầm mắt tùy theo ánh sáng dừng tán đi tu minh cảm nhận được cái lực truyền tống quanh quẩn tiếng gầm bên tai yếu ớt lập tức tỏa ra thần thức phút chốc trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh xung quanh đây là trong một cái đại điện cao ngất xung quanh có chín cây cột rồng quấn quanh mỗi cây cột bên dưới khoanh chân ngồi một người chín người không tỏa ra chút hơi thở như là đã chết không xuất hiện nguy hiểm nhưng tụi mình không thu lại thần thức mãi đến khi ánh sáng truyền tống trước mặt của hắn hoàn toàn biến mất mọi người đứng trong đại điện thì hắn cúi đầu nhìn dưới chân nguyên mặt đất là một cái truyền tống trận phức tạp mơ hồ thấy trên trận pháp hình như tồn tại chữ ngọc. Nơi khác thì tu minh nhìn không ra manh mối. Dù sao tu minh không hiểu nhiều về trận pháp, nếu có hổ tử ở đây liếc mắt liền thấy ra trung tâm của trận pháp này. <laughs> Hoan nghênh đi tới Ngọc Gia. Ngọc Trần Hải vẫn rất nhiệt tình, cười nói với Tô Minh, tay phải đưa tới trước. Tô Hình à, trước tiên Ngọc ta đưa ngươi đi chỗ nghỉ ngơi nha, chờ chút nữa có chuyện nói, mời nói rồi ngọc trần hải dẫn đầu bước ra khỏi trận pháp tôi minh gật đầu đi theo sau ánh mắt liếc nhìn chính người ngồi xếp bằng quanh trận pháp à chính người này là hộ dạy trận pháp bọn họ tu hành một cái loại công pháp đặc biệt không còn sinh cơ mà chỉ có tử khí thôi nhưng mà mỗi một vị đều có thể phát huy ra lực lượng trung kỳ dị giới cường đại ngọc trần hải mỉm cười giải thích một câu cố ý khoe khoang ừm chủ này là môn hộ tất nhiên phải cần như vậy rồi Tô Minh biểu tình như thường, Ngọc Trần Hải không phát hiện, mới nãy khi Tô Minh liếc nhìn chính người kia thì mắt chợt lóe. Có lẽ người ngoài thì không nhìn ra manh mối của chính người này, nhưng mà Tô Minh từ trên người họ cảm nhận một tia hơi thở vô tộc. Chính người không phải tu luyện công pháp đặc biệt gì, họ là con rối chỉ nhiếp hùng vô tộc mới luyện chế ra được. Rốt cuộc là du nhân của trình độ gì mà có thể luyện chế ra được con rối du hồn trung kỳ dị giới như vậy? Tô Minh thu lại tầm mắt, Đối với Hắc mặt Tinh không còn xa lạ mà cảm thấy quen thuộc. Đây không phải nói hắn từng đến mà vì cảm nhận được hơi thở vu tộc. Không ngờ chỗ này tồn tại du tộc. Nhưng mà tại sao du tộc ở đây được chứ? Tộc này là từ man tộc diễn biến ra. Phải rồi, man tộc từng là một trong những dị tộc chân dưới thứ năm. Thường nguyên tinh hải khổng lồ bên ngoài Hắc mặt Tinh tồn tại nhiều dị tộc. Có lẽ ở đó cũng có du tộc nữa. Như vậy xem ra man thần đời thứ nhất liệt sơn tu là người thứ nhất đi ra rồi tìm kiếm lối vào chân dưới thứ năm vậy phải chăng y còn ở thượng nguyên phí địa nếu đúng là như vậy thì y còn sống hay đã chết đây có ở hắc mặt tinh này hay không phải chăng đang ở thượng nguyên tinh hải tu minh nhìn chính con rối vu hồn này liên tưởng đến rất nhiều điều những điều này gợi lên hứng thú dày đặc của tu minh với hát mặt tinh càng có liên hệ với đức man tộc trong ký ức của hắn nữa tu minh thôi suy tư đi ra đại điện thì thấy trời xanh mây trắng đây là lần đầu tiên hắn thấy bầu trời xanh biết như vậy trong thượng nguyên phí địa Tù chân tinh khác thì bầu trời đa số âm u, dù không âm u thì màu trời cũng là u trọc không rõ ràng. Chỉ có màn trời nơi đây xanh biếc tựa tơ lụa, khiến cho người bất giác nhìn chăm chú. Từng cơn gió nhẹ thổi qua bay sợi tóc tô minh, trong gió có mát mẻ, càng ứng chứa linh khí, hít vào khiến cho lỗ chân lông toàn thân mở ra. Không khí như vậy đã rất lâu rồi tô minh không cảm nhận được. Đây là chỗ khác biệt hoàn toàn với tất cả tinh cầu trong tứ đại tinh vực thần nguyên phế địa. Chỗ này tựa như thế ngoại đạo nguyên, Ngọc Trường Hải cười tủm tỉm, nhìn như bình thường, nhưng mà sự thực từ khi Tô Minh bước ra trận pháp thì gã luôn quan sát hắn. Mặc dù Ngọc Trần Hải không thấy Tô Minh nhìn chính con đối thì mắt chợt lóe, nhưng mà có thấy hắn nhìn bầu trời và bản năng hít sâu. Những chi tiết này khiến cho Ngọc Trần Hải quyết định, từ chỗ nhỏ nhặt gã có bảy phần phán đoán, Tô Minh là lần đầu tiên tới hát mặt tinh. Chỗ này hoàn toàn khác với tinh cầu mà Tô ta đã từng đi, Tu Minh hít sâu, từ từ nói. Nói chính xác hơn thì Tu Minh chưa từng đi tinh cầu bình thường. Lúc trước Tu Minh lỡ đất âm tử, ra ngoài rồi thì bị đưa vào tội nghiệp phế địa. Những nơi đi ngang qua đều là tinh cầu bị vứt bỏ. Có thể nói hát mặt tinh là tinh cầu thực sự thứ nhất mà Tu Minh bước vào. <laughs> Nếu mà Tu Hình muốn định cư tại hát mặt tinh, sau này Tu ở hát mặt tinh, tất cả chỗ này sẽ có được dài lâu. Ngọc Trần Hải cười cười, càng khẳng định đây là lần đầu tiên Tu Minh đến đây. Tô Huynh à, chúng ta đi trước đến chỗ ở đi, ta còn có chuyện cần trao đổi với Tu Huynh á. Minh gật đầu, thu lẻ ánh mắt nhìn bầu trời. Theo Ngọc Trần Hải đi xa, trên đường đi đều là lầu cắt nhô cao. Tô Minh tản ra thần thức, có khá nhiều vị trí bài xích hắn. Tu vì thân thể thực sự của hắn không đủ, vậy nên thần thức yếu hơn hậu kỳ vị giới rất nhiều. Quét qua liền thu lại, không nhìn nữa. Nhưng mà đơn giản quét qua khiến Tô Minh nhìn ra chỗ này là trang viên khổng lồ, xây dựng trên bình nguyên, phía xa núi xanh mông lung, không lâu sau ngọc trần hải dừng lại trước cái sân nhỏ lộ cát hai tầng tu huynh nè à, đây là chỗ ở tạm thời đó ta sẽ đi tìm trưởng bối trình báo tu huynh là khách khanh tạm thời của ta nếu thuận lợi thì sẽ trực tiếp lấy lệnh bài còn không thuận lợi thì vậy cần tu huynh đi kiểm tra chuyện này làm phiền tu huynh xin tu huynh đừng để ý nha ngọc trần hải chấp tay cúi đầu biểu tình rất chân thành chuyện này sẽ không quá chậm đâu khi mặt trời lặn là có quyết định thôi trong quá trình xin tu huynh cố gắng đừng đi ra ngoài nha cũng mong tô Huynh không để ý điều xúc phạm này còn chuyện 10 triệu tinh thạch đó, thì ta sẽ kêu người xử lý không lâu sau sẽ có người đưa tinh thạch tới thôi ngọc trần hải sợ tô minh không vui giải thích rất cặn kẽ tôi ta ở lại trong phòng là được rồi tô minh liếc ngọc trần hải rồi nói tô minh không cảm thấy ghét ngọc trần hải người này vẫn luôn rất khách sáo hắn gật đầu thấy tô minh đồng ý ngọc trần hải cười cúi đầu xoay người rời đi tô minh bước vào cái đình viện không đi vào lầu cát mà khoanh chân ngồi ở trong sân xung quanh một mảnh yên tĩnh đôi khi có gió nhẹ thổi qua tu minh nhìn bầu trời như là tĩnh tọa như là suy tư dần quên đi thời gian xích hỏa hậu biến ảo thân hình đứng một bên nửa cuối người cẩn thận để ý bốn phía hàng trọc lông nằm sắp dưới chân tu minh mắt xoe tròn không biết đang nghĩ cái gì nhưng mà đôi khi nó nhiễu nước miếng có thể thấy chắc là nó đang mơ mộng việc liên quan tinh thạch trong túi trữ vật của tu Minh, Minh Long, Tiểu Hoàng còn đang ngủ say, nhưng mà vết thương trong người đã lành lặn hết rồi, chắc nó sắp thức tỉnh rồi. Hai tiếng sau, mắt của xích hỏa hậu chật lóe, thân thể dần biến mơ hồ, nhưng mà ánh mắt nhìn chầm chầm cửa sân. Một lát sau có tiếng đập cửa, Tô Minh vung tay phải, cửa sân mở ra. Một thanh niên đi vào, thanh niên này chính là một trong hai người lúc trước đi theo Ngọc Trần Hải. Biểu tình của gã cực kỳ cung kính, đưa lên một cái hộp gỗ và một cái túi trữ vật đặt trước mặt tu minh rồi cúi đầu rời đi hạt trọng lông trợn to con mắt hưng phấn nhào hướng cái túi trữ vật nhưng mà nó chưa đến gần thì cái túi tự động bay lên rơi vào tay tu minh mắt thấy túi trữ vật bị tu minh lấy đi hạt trọng lông chuyển hướng vọt đến cái hộp cổ vội mở nắp ra khi nắp hộp bật ra mùi máu tanh lan tỏa bên trong chứa cái đầu người cái đầu này là của ông lão hứa cho tu minh tinh thạch tu minh nhìn cái đầu thưởng thức quét cái túi trữ vật Một ngàn dạng bảy trăm tinh thạch đây là toàn bộ tài sản của lão rồi sao? Tô Minh cứ cái túi trữ vật, không để ý hạt trục lông ở bên cạnh, mắt u oán nhìn mình, nhắm mắt tỉnh tọa. Hạt bà nội nó, nhiều tính thạch như vậy, sao lại, sao lại? Thay Tô Minh phớt lờ mình, hạt trục lông nghiến răng nghiến lợi. Sát trời lúc này dần tối đi, dậy trước còn là trời trong xanh, nhưng không lâu sau mây đen từ từ kéo đến. Khi mặt trời sắp xuống núi thì bầu trời đầy mây đen, từng tiếng sấm trầm đục vang lên như có mưa sắp trút xuống. Tù mình mở mắt ra nhìn bầu trời, cửa sân lại bị đẩy ra. Ngọc Trường Hải biểu tình cực kỳ âm trầm, cất bước đến. Tô Huynh, những tinh thạch này là Ngọc ta hứa hẹn đưa cho Huynh à. à Họ thật quá đáng mà, lần đấu giá này lão tử không chủ trì. Ngọc Trường Hải lấy ra một cái túi trữ vật, trong lòng gã cực kỳ bực tức. Nếu không phải cố ý đè nén thì đã sớm bùng nổ rồi. Bình tĩnh, đừng nóng. Tù Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn bầu trời mà nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Trường Hải. Vốn Ngọc Trần Hải lòng bực bội, bị Tô Minh nhìn thì dường như những chuyện kia biến mất hết, chỉ còn lại đôi mắt của hắn thôi. Trong mắt của hắn ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, nó dần mở rộng ra mãi đến khi thay thế thế giới của gã, khiến cho Ngọc Trần Hải như đặt mình vào tinh vực. Trong trời sao minh mông bàn bạc, gã nhỏ bé như là con kiến, so sánh với trời sao thì tất cả buồn phiền của gã bé nhỏ không đáng kể, không đáng u sầu. Trong khoảnh khắc này, Ngọc Trần Hải ở trong trời sao do nhật nguyệt tinh thần biến thành còn cảm nhận có tuyết rơi, nguyên trời sao đổ tuyết khiến cho người thấy mông lung không chân thực bông tuyết rơi trên người toát ra khí lạnh như chìm trong băng ngàn năm khoảnh khắc thể xác và tinh thần lạnh lẽo cái lạnh không thấu xương nhưng khiến cho người từ trong ra ngoài thậm chí linh hồn cũng cứng lại khiến cho lòng người bình tĩnh lại ngọc trần hải hít ngẫm khí bản năng lùi lại mấy bước khi lại nhìn tu minh thì hắn đã nhắm mắt lại điều này khiến cho ngọc trần hải không rõ mới nãy gã hồi phục là vì đối phương nhắm mắt hay là gã bởi vì tự bước ra mặc dù cảm giác vừa nãy đã biến mất, nhưng mà ngọc trần hải cho rằng cảm nhận đó không nhầm lẫn. Tu minh này chắc chắn có chỗ phi thường, nếu không thì không thể nào liếc mắt đã khiến cho gã chật vượt như vậy. Ngọc trần hải thậm chí cảm thấy khoảnh khắc vừa nãy như là hùng cùng thân hình phân ly. Nếu đối phương muốn làm cái gì gã, vậy một giây đó gã chắc chắn khó có thể phản kháng như cá nằm trên thớt. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán của ngọc trần hải khi gã nhìn tu minh thì lòng nổi lên kiên dè. Ngọc Trần Hải chắp tay hướng hắn Tháp giọng nói Là Trần Hải đã thất lễ rồi Cảm ơn tù huynh thức tỉnh Lúc trước dù Ngọc Trần Hải khách sáo với Tu minh Nhưng bên trong là thái độ Người cùng thế hệ Nhưng hôm nay gã lên tiếng Chính gã cũng không phát hiện ra là thái độ của mình Rõ ràng đặt mình ở tầng thấp hơn một chút rồi Thực lực có vài lúc không cần ra tay Cũng lộ Một ánh mắt, một lời nói lạnh nhạt Đủ có được người ngoài kính sợ Ngồi đi Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc Trường Hải hít sâu, khoanh chân ngồi trước mặt Tô Minh. Trong mắt của gã giờ đây, Tô Minh hoàn toàn khác đi. Cảm giác bình tĩnh như là trời sụp đất nước trước mặt cũng không biến sắc, làm cho gã bị kích thích. Để Tô Hinh chê cười rồi. Lúc trước Ngọc ta hứa hẹn Tô Hinh á, nhưng mà bị trưởng bối hệ huyết mạch khác trong nhà chất vấn. Muốn Tô Hinh tiến hành thử thách tam môn đạo thiên. Loại thử thách này dù là những khách khanh chân chính ở trong gia tộc cũng chỉ có vài người vượt qua thôi. Nhưng mà họ chắc chắn sẽ không cho tu huynh thông qua đâu Nếu không phải là người huyết mạch hệ gia tổ Không hỏi thế sự hay ra ngoài thần nguyên tinh hải Họ đã không dám trực tiếp chèn ép như vậy rồi Họ làm như vậy là không công bình Nên mới khiến cho Ngọc ta tức giận như vậy Ngọc Trường Hải cười khổ giải thích Trên bầu trời mây đen dày đặc Từng tiếng sấm trầm đục vang lên Giọng mưa to rơi rụng trên mặt đất bốc lên bụi mù Nhưng mà bụi mù chưa bay lên cao Đã bị đánh rơi xuống trần Mãi đến khi cả đất trời không còn bụi trần nào dám bốc lên Tô Minh không nói chuyện, hắn nhìn những bụi trần, nhìn nước mưa vô tình rơi, nhìn bụi trần bị hủy diệt. Một lúc sau Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải. Cái gì là công bình, cái gì lại là không công bình? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Cái này... Ngọc Trần Hải ngẩn ra. Núi không bình, mặt đất không bình, chúng sinh cũng không bình, sông nước càng không bình, tinh cầu trập trùng, thậm chí trời sao cũng không tồn tại bằng phẳng, Tại sao ngươi muốn có được công bình chứ? Thế gian này trước nay không tồn tại công bình. Cái gọi là công bình chẳng qua là cường giả thương hại kẻ yếu. Là loại kẻ yếu đáng thương tự ai tự oán thôi. Tu Minh lạnh nhạt nói. Câu nói cuối cùng rơi vào tay của Ngọc Trần Hải khiến tinh thần gã rung động. Lý luận như vậy, cách nói như vậy, đảo điên suy nghĩ của gã, hình thành trung kích khiến cho gã hít thở dùng dập. Ngươi hãy nhìn bụi trần đi, bụi như đời người vậy, thiên uy như mệnh, vô thường khó lường thành mưa rơi xuống đất, bụi đất bay lên rồi rơi xuống như phàm trần. Cái này có công bình không? Tu Minh lạnh nhạt nói, Ngọc Trần Hải ngẩng ra, ngoái đầu nhìn mưa rơi, im lặng, lát sau trong mắt như ngộ ra. Nước mưa trong cõi trời đất liền thành một mảnh, chân trời phương xa có mấy cái điểm đen là chim yến trong mưa không kịp né tránh. Chúng nó ở trong mưa dãy dụa, bởi vì cánh bị thấm ướt nên bay đi rất khó khăn, lung lay sắp té. Trong đó có một con chim én dãy dụa bay đến ngoài sân, mắt thấy sắp trời xuống thì Tu Minh giơ lên tay phải vung trước mặt. Con chim én rung lên, lông chim không ướt nữa, giống như ngoài người nó tồn tại hư không, khiến cho nước mưa cũng biến mất, khiến thân thể của nó rơi xuống, lại ở trong nước mưa xẹt qua đường công Hoa Mỹ, đi tới dưới mái hiên lầu cát sân Tu Minh. Chim én này muốn lẫn tránh nước mưa, nhưng mà mưa liền thành một mảnh không thể chống cự, cái này có công bình không? Tù Minh bình tĩnh nói, Ngọc Trần Hải im lặng. Ta ra tay giúp nó, khiến nó không rơi trong mưa. Chỉ mén khác không có tạo hóa này, cái này có công bình không? Tù Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải mà nói. Ý tù hình nói, Ngọc ta chính là bụi trần, trưởng bố gia tộc chính là mưa thiên uy. Mưa rơi xuống nhấn chìm ta, chính là không công bình với ta sao? Còn chim én ở trong mưa như cuộc tranh giành Ngọc gia ta, xin tu hình cho biết người có ý gì vậy? Lát sau Ngọc Trường Hải do dự hỏi, gã không rõ ý nghĩ của Tu Minh, dù lòng hơi hiểu nhưng không quá rõ ràng. Tu Minh biểu tình thản nhiên, không đáp lại Ngọc Trường Hải mà giơ tay phải chụp hướng hư không máy hiên, lập tức kéo con chim én mới nãy được hắn bảo vệ giờ bị hút vào tay. Chim én không dám vùng vẫy nhưng rung lẩy bẩy. Lý do ta giúp nó chứ không phải là con chim én khác, là bởi vì nó cách ta gần nhất, là bởi vì ta nhìn trúng một cọng lông chim trên người nó tay trái của tu minh kẹp một cái cọng lông chim én nhẹ kéo bước xuống cuối lông chim có dính máu tu minh thả tay phải ra chim én lập tức bay về mái hiên rung bần bật. tu minh nhìn cái lông chim trong tay phải đưa đến trước mặt ngọc trường hải biểu tình như cũ không lộ ra chút gì vừa là lạnh lùng rồi lại như dịu dàng ngọc trường hải nhìn thấy lòng rung động gã từ người tu minh cảm nhận tà khí và yêu dị khiến cho gã lạnh sống lưng ngọc đầu Hữu, người có cần tu ta giúp không tôi minh mỉm cười lông chim đặt ở trước mặt của ngọc trần hải nhưng mà nụ cười kia khiến cho gã im lặng lát sau nghiến răng nhận lấy lông chim cúi đầu với hắn nếu gì đạo hữu có thể giúp ta trong đợt đấu giá này trở thành đáng chú ý nhất thì ta nguyện làm con én đó hệ tù hình có cần sẽ hết sức thỏa mãn tôi minh mỉm cười đứng dậy phủi áo cất bước đi tới cửa sân trong khung trời không tồn tại công bình chỉ có giao dịch bên dưới công bình đi thôi nếu họ muốn thử thách thì cứ làm đi. Hết tập 150 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio nha. Bye bye tất cả mọi người.